Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tomoyuki Kimura, giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam ADB. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ nền kinh tế. Để thực hiện điều này, Bộ Công Thương đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty một cách đồng bộ và thống nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nhất định, công tác cải cách và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng gặp phải một số khó khăn và hạn chế, vì vậy rất cần thiết có sự tham gia và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Ông Tomoyuki Kimura, giám đốc ADB tại Việt Nam cho biết Đoàn ADB cũng muốn tìm hiểu về kế hoạch phát triển của Việt Nam nói chung và của Bộ Công thương nói riêng trong thời gian tới. ADB sẽ xây dựng kế hoạch tài trợ cho Việt Nam thông qua các chương trình dự án cho giai đoạn 2016-2020.